Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay thứ sáu ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Phiên họp thứ 3 Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ và viếng nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La. Tỉnh ủy Sơn La tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp triển khai các điều kiện chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành nhà máy phân bón sông Lam Tây Bắc. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Các bộ ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần cùng Chính phủ hoàn thành thắng lợi phương châm hành động, đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả. Nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 3 Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 2. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và 63 tỉnh thành phố. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các huyện thành phố. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nhấn mạnh, cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá để phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Với sự vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, các bộ ngành địa phương, công tác cải cách hành chính thời gian qua đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, góp phần đưa đất nước phát triển, tạo sự hài lòng, đồng thuận của nhân dân và doanh nghiệp. Trong năm qua, các bộ ngành địa phương đã rà soát ban hành 2.358 quyết định công bố thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý, thực hiện cắt giảm 1.041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn tại các bộ ngành địa phương đạt trên 99%. Đến hết năm 2022, đã cấp hơn 76 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân và hoàn thành tích hợp cung cấp 21 trên 25 dịch vụ công thiết yếu. Tỷ lệ dịch vụ công có đủ điều kiện được đưa lên cung cấp trực tuyến mức độ 4 đạt 100%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai ở một số bộ ngành địa phương, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Cơ chế chính sách pháp luật về quản lý kinh tế xã hội trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, dễ bị lợi dụng, trục lợi, dẫn đến tiêu cực. Một số quy định pháp luật còn vướng mắc, bất cập, chưa được sửa đổi bổ sung kịp thời. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ vẫn còn xảy ra ở các cấp hành chính. Chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến có nơi còn hình thức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới, công tác cải cách hành chính phải được quan tâm chỉ đạo thường xuyên với sự hành động quyết liệt của người đứng đầu các cấp để cải cách hành chính ngày càng thực chất và hiệu quả. Tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy thích ứng linh hoạt và phát triển kinh tế xã hội, tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Sáng nay, ngày 3 tháng 2, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Tây Bắc và viếng nghĩa trang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhà tù Sơn La. Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dâng hương đền thờ Bác Hồ, thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc Sơn La, nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người,
suốt đời cần kiệm, liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, tiếp tục tăng cường, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những nén tâm hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Bác, người đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và nhân loại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp các thế hệ người Việt Nam nguyện vững mãi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Tại nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La và nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tỏ lòng thành kính, biết ơn và tưởng nhớ sâu sắc đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tri ân trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Sơn La nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết, đồng thuận, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, xứng đáng với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Sáng cùng ngày, tỉnh ủy Sơn La đã long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Bí thư tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng và nguyên lãnh đạo các sở, ban ngành đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. Diễn văn tại buổi gặp mặt đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thành quả của cách mạng Việt Nam qua 93 năm kể từ ngày thành lập. Dưới ánh sáng của Đảng, tháng 12 năm 1939, chi bộ Đảng Cộng sản tại nhà tù Sơn La được thành lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển phong trào đấu tranh giành tự do, độc lập của nhân dân các dân tộc Sơn La. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ đã biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cách mạng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Đảng và cho tỉnh Sơn La lớp cán bộ đầu tiên đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển phong trào cách mạng ở Sơn La sau này. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Sơn La từ một tỉnh nghèo đã vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,71% so với năm 2021. GRDP bình quân đầu người đạt 48,96 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.628 tỷ đồng, bằng 123% dự toán Trung ương giao, bằng 102% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc đạt được nhiều kết quả. Quan tâm đầu tư, xây dựng, tôn tạo các khu di tích lịch sử, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo vệ và phát huy giá trị. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác quốc phòng an ninh đối ngoại đạt được những kết quả quan trọng. Đất nước thống nhất, cách mạng Việt Nam bước sang thời kỳ mới, thực hiện hai mục tiêu chiến lược là xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy truyền thống anh hùng, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy, sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sau hơn 36 năm thực hiện đường lối đổi mới, tỉnh Sơn La đã vượt lên mọi khó khăn thách thức, giành được những kết quả to lớn về mọi mặt. Những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đạt được trong 93 năm qua có sự đóng góp rất lớn của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, anh hùng liệt sĩ thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng và các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xin được gửi lời cảm ơn, được tri ân sâu sắc tới các đồng chí và các gia đình.
nhìn lại chặng đường 93 năm qua, ôn lại những khó khăn gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta càng trân trọng quá khứ, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, luôn chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tôi luôn tự hào về những thành tựu đã đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La, chứng kiến những đổi thay trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Sơn La chúng ta. Chủ quyền, an ninh tiếp tục tăng cường, vai trò và mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được phát huy mạnh mẽ. Khối đại đoàn kết các dân tộc cũng được vững chắc. Những kết quả đó càng củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Các đại biểu dự gặp mặt cũng bày tỏ vui mừng, phấn khởi, tự hào trước kết quả, thành tựu đạt được của tỉnh trong năm qua, thời gian qua. Đây sẽ là cơ sở, nền tảng để Sơn La tiếp tục phát triển hơn trong thời gian tới, đúng với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đề ra. Trong niềm vui, phấn khởi và tự hào về những thành tựu to lớn của tỉnh Sơn La và đất nước đã đạt được, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 93 năm qua, với niềm tin yêu và tự hào, tuổi trẻ Sơn La chúng tôi hôm nay xin hứa tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, ra sức học tập, rèn luyện, trang bị kiến thức, hoàn thiện nhân cách, tu dưỡng phẩm chất theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý thức, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kế thừa và phát huy truyền thống 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Thường trực Tỉnh ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, cùng với cả nước chung sức đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị, 93 năm hòa chung với dòng chảy lịch sử của dân tộc, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La luôn đồng sức đồng lòng cùng quân và dân cả nước vững bước dưới sự lãnh đạo của Đảng, giành thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Sơn La đã và đang vươn lên mạnh mẽ, nhiều mặt phát triển bứt phá, gặt hái nhiều thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhìn lại dòng chảy lịch sử cách mạng, các thế hệ người con sinh ra trên quê hương Sơn La nay và mai sau sẽ mãi tự hào về thế hệ cha ông kiên cường, bất khuất. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, thế hệ trẻ Sơn La hôm nay đã ý thức rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm nay là ngày kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi được vinh dự trở thành người đảng viên. Tôi nhận thức sâu sắc rằng mình cần phải tiếp tục cố gắng, phấn đấu rèn luyện hơn nữa để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với niềm tin và khát vọng về một Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Với vai trò là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và bà con giữ trọn vẹn niềm tin với Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời tiếp tục tuyên truyền cán bộ, đảng viên và bà con tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Một mùa xuân mới đã về, những thành tựu nổi bật của tỉnh Sơn La những năm qua
là thành quả của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh, dựa trên nền tảng sự tin tưởng của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Sơn La sẽ cùng cả nước đi tới những mùa xuân tươi sáng, mùa xuân của phồn vinh và hạnh phúc. Những nội dung đáng chú ý khác sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Năm 2022, cả nước đã hoàn thành 9 trên 12 chỉ tiêu và 101 trên 107 nhiệm vụ trong kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tháng 1 năm nay, bức tranh kinh tế nước ta ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực. Chiều ngày 3 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã chủ trì cuộc họp triển khai các điều kiện chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành nhà máy phân bón sông Lam Tây Bắc. Dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và huyện Mai Sơn. Nhà máy phân bón sông Lam Tây Bắc được khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2022 tại bản Sa Căn, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn. Nhà máy được xây dựng hướng đến mục tiêu đẩy mạnh phong trào sản xuất và sử dụng phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững, góp phần vào việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, tận dụng các nguồn phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp như vỏ cà phê, bã sắn, chất thải ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung. Đến nay, nhà máy đã hoàn thành dự kiến công suất đạt 90.000 tấn mỗi năm, bao gồm dây chuyền sản xuất phân bón vô cơ công suất 45.000 tấn một năm, phân bón hữu cơ công suất 45.000 tấn mỗi năm. Quy mô dự án có tổng diện tích trên 81.068 m², bao gồm nhà điều hành, phân xưởng sản xuất, các hạng mục phụ trợ như xưởng nghiền phụ gia, nhà ở cán bộ công nhân viên, bãi tập kết nguyên liệu và kết cấu hạ tầng khuôn viên cây xanh. Tổng vốn đầu tư dự án trên 159,8 tỷ đồng. Lễ cắt băng khánh thành nhà máy phân bón sông Lam Tây Bắc dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 9 tháng 2 tới đây. Tại cuộc họp, chủ đầu tư nhà máy, các sở ngành và huyện Mai Sơn đã thảo luận đề xuất những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức như thành phần khách mời, công tác tổ chức đón tiếp các đại biểu, trang trí khánh tiết, truyền thông, vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, ra quân mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023, tạo khí thế mới, động lực mới và mở đầu cho sự thành công của một năm mới. Vì vậy, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động như chương trình nghệ thuật chào mừng, bố trí không gian trưng bày, quảng bá các sản phẩm của công ty và các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Sơn La, tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên công ty. Sau khi nghe ý kiến góp ý của các sở ngành đơn vị liên quan và chủ đầu tư dự án, đồng chí Nguyễn Thành Công đã thống nhất cụ thể các nội dung triển khai công việc, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan để thực hiện lễ cắt băng khánh thành nhà máy phân bón sông Lam Tây Bắc đảm bảo đúng tiến độ, diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Năm 2022, cả nước đã hoàn thành 9 trên 12 chỉ tiêu và 101 trên 107 nhiệm vụ trong kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, hoàn thành 59 trên 225 nhiệm vụ của đề án số 06, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhận thức và hành động về chuyển đổi số quốc gia tiếp tục chuyển biến tích cực, có sự lan tỏa ở các cấp các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu. Hoạt động quản lý nhà nước từ phương thức truyền thống sang môi trường số được đẩy mạnh và đạt một số kết quả bước đầu. Hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng số tiếp tục được phát triển. Tốc độ truy cập mạng băng rộng cố định và di động tăng so với cùng kỳ, xếp lần lượt thứ 45 và 52, cao hơn mức trung bình của thế giới. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước kết nối đến các phường, xã, thị trấn. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ, tạo tiện ích trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình quản lý dân cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, hộ tịch điện tử. Đặc biệt, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối liên thông với 47 bộ ngành địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, cấp trên 76 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, đồng bộ trên 234 triệu thông tin tiêm chủng, kích hoạt gần 2,6 triệu tài khoản định danh điện tử, xác định thông tin chính xác của gần 50 triệu thuê bao di động. Năm 2023, Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng cập nhật liên thông kết nối các nền tảng số, cơ sở dữ liệu đồng bộ thực chất hiệu quả có trọng tâm trọng điểm kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương hoàn thành cung cấp thẻ căn cước công dân gắn chip,
mã định danh cá nhân, chuẩn hóa, cập nhật và chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ ngành địa phương, tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công có sử dụng thông tin về công dân, nhất là thời gian đầu bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, tiếp tục hoàn thiện ứng dụng định danh, xác thực điện tử, tích hợp các dịch vụ thiết yếu để dần thay thế các giấy tờ liên quan đến công dân. Phấn đấu đến quý 2 năm nay cấp được 40 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê mới công bố, tháng 1 năm nay, bức tranh kinh tế của nước ta ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực. Dù còn không ít những khó khăn thách thức, song thời gian tới, cơ hội để phục hồi và phát triển của kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều. Tháng 1 là thời điểm cả nước đón Tết Nguyên đán, nhưng so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,89%, con số được cho là mức kiểm soát phù hợp. Thêm vào đó, phải kể đến tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng đã tăng 20%. Hay lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam gấp 44,2 lần, vốn FDI cấp mới cao gấp 3,1 lần, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cũng tăng 3,2%. Lĩnh vực nông nghiệp, rồi lĩnh vực dịch vụ, vận tải hàng hóa, hành khách và du lịch phát triển rất là tốt. Rồi cái thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đăng ký mới tăng rất là cao so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cũng tiếp tục được kiểm soát một cách phù hợp do nguồn cung dồi dào. Trong thời gian vừa rồi, một số các cái cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là một số các cái tỉnh, Hà Nội cũng như vậy, thế là cũng đồng hành với các nhà đầu tư, chịu khó lắng nghe, tiếp xúc và trao đổi, thảo luận với các nhà đầu tư để khắc phục, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc của họ. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là chịu khó mà lắng nghe để mà thay đổi chính sách, và đặc biệt là cải thiện cái môi trường đầu tư cũng như cái hạ tầng. Tuy vậy, vẫn còn không ít khó khăn khi chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 ước giảm 14,6% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Dù xuất siêu 3,6 tỷ đô la Mỹ, nhưng hoạt động xuất khẩu tại một số thị trường trọng điểm như châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản bị suy giảm mạnh. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm hơn 19% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Hai năm Covid và năm vừa qua thì rằng là cái sự suy thoái về kinh tế và chiến tranh nó đã là bào mòn cái sức chịu đựng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào cũng có những cái tổn hại và nó đã đến một cái giai đoạn mà cái sự tổn hại đó nó đã được bộc lộ. Thì cái thời điểm đầu năm này đi kèm với cả cái việc rằng là các đơn hàng bị giảm sút, sản lượng doanh thu giảm sút, thì đồng nghĩa cả việc rằng là số lượng các cái doanh nghiệp rời khỏi thị trường cũng sẽ phải tăng lên. Dù khó khăn là vậy, song theo các chuyên gia, những số liệu mới nhất cho thấy cơ hội để kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi trong thời gian tới, như chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam tăng 1 điểm, đạt 47,4 điểm trong tháng 1 so với tháng trước, hay lạm phát bắt đầu có dấu hiệu thu hẹp, nhu cầu đang tăng dần tại nhiều nền kinh tế lớn. Ngày 2 tháng 2, huyện Mộc Châu đã tổ chức gặp mặt vinh danh các tập thể cá nhân tiêu biểu năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Trong năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Mộc Châu được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tham gia, hưởng ứng, thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Năm 2022, toàn huyện có hơn 10.400 ha cây ăn quả, 49 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, 30 sản phẩm ô cốp, 29 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích 723,5 ha, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt hơn 76 triệu đồng, doanh thu xã hội từ dịch vụ du lịch đạt trên 2.000 tỷ đồng. Mộc Châu được vinh danh là điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu châu Á và thế giới. Huyện cũng thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn với nhiều hoạt động thiết thực trong hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà rột nát, đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Tại cuộc gặp mặt, huyện Mộc Châu đã kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua bằng những việc làm hành động cụ thể, đồng sức đồng lòng xây dựng huyện Mộc Châu ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu lần thứ 22 đã đề ra. Nhân dịp này, huyện Mộc Châu đã vinh danh 75 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán, bà con nông dân trên cánh đồng Mường Tước đã bắt tay vào sản xuất vụ lúa mới.
Những ngày đầu xuân, không khí lao động nhộn nhịp, tất cả đều mong muốn về một vụ mùa thắng lợi. Vụ xuân năm nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy đã chủ động trong việc lựa chọn cung ứng giống và vật tư nông nghiệp cho các thành viên với các giống lúa chất lượng cao. Đến nay, 130 hectare lúa hữu cơ của Hợp tác xã đã được các thành viên chủ động xuống đồng lấy nước, cầy ải, kết hợp sử dụng vôi bột, các loại chế phẩm sinh học, vi sinh, phân hủy rơm rạ để đảm bảo việc sản xuất theo hướng hữu cơ. Để chuẩn bị cho vụ chiêm xuân năm 2023 thì Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy năm nay cũng mạnh dạn đầu tư gieo mạ khay để cấy máy cấy. Và đến thời điểm này thì mạ cũng đã chuẩn bị được và mạ cũng đang lên tốt. Và đất thì cũng chúng tôi cũng đã chỉ đạo bà con nhân dân là cày bừa để chuẩn bị cho vụ cấy. Đảm bảo thuận lợi cho sản xuất, huyện Phú Yên tiến hành rà soát kiểm tra các công trình thủy lợi bị thiệt hại bởi mưa lũ, những tuyến canh mương dẫn dòng trên các xứ đồng để xây dựng phương án và phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, tu sửa công trình thủy lợi xuống cấp, nạo vét canh mương trước khi bước vào vụ sản xuất lúa xuân. Ủy ban nhân xã đã xây dựng cái kế hoạch để đồng loạt ra quân nạo vét các tuyến mương phai từ trên đập bản Nà Xá xuống đến trạm nước của huyện, từ phai mường của bản Mo Nghè 1 cho đến xuống bản Cang và từ đập bản Cang cho xuống dưới bản Chiềng. Thì trong buổi ra quân đồng loạt thì đã được chia cho các bản từng tuyến, từng đoạn và bà con rất là đồng tình ủng hộ và đồng loạt ra quân hoàn thành khối lượng đã được giao theo kế hoạch. Để sản xuất vụ đông xuân thắng lợi, Ủy ban nhân dân huyện Phú Yên đã chỉ đạo ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã tuyên truyền hướng dẫn chuyển giao khoa học mới, các biện pháp kỹ thuật canh tác để tăng năng suất cây trồng cho người nông dân, tích cực chỉ đạo nhân dân tập trung rà soát diện tích ruộng có khả năng bị hạn, chủ động các biện pháp phòng chống hạn. Dự kiến đến ngày 20 tháng 2, Phú Yên sẽ hoàn thành gieo cấy lúa xuân. Để tập trung chỉ đạo cho sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã ban hành các văn bản và đã chỉ đạo các phòng ban cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã trước tiên đã hướng dẫn bà con công tác chuẩn bị đảm bảo nước tưới tiêu, chuẩn bị đất, cây ải, đồ ải, như định hướng trong lựa chọn cây giống là giống chất lượng cao, giống đảm bảo. Vụ xuân năm nay, huyện Phú Yên gieo cấy trên 2.200 hectare lúa. Về cơ cấu giống, huyện sẽ tăng diện tích sử dụng giống lúa có năng suất chất lượng cao. Với khí thế vui tươi phấn khởi lao động sản xuất đầu năm, chính quyền cùng bà con nông dân huyện Phú Yên hy vọng tin tưởng sẽ có một mùa xuân thắng lợi. Tối ngày 2 tháng 2 tại trường quay S350 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu chào xuân Quý Mão 2023. Sau hơn 4 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 100 tác phẩm của gần 100 tác giả trong và ngoài tỉnh. Với chủ đề của ngày thơ năm nay là nhịp điệu mới, các tác phẩm đều tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, mùa xuân, đất nước, đặc biệt là sự đổi mới của quê hương Sơn La. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm thơ năm nay đều giàu tính nghệ thuật, mang tính tuyên truyền cao. Đây cũng là dịp để bồi đắp những cảm hứng sáng tạo mới mẻ của các tác giả và tôn vinh văn hóa đọc của người Việt, nâng cao chất lượng hoạt động của văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Tại đêm thơ, khán giả cũng được lắng đọng cảm xúc, cảm nhận các bài thơ qua những giọng ngâm truyền cảm, thấy được vẻ đẹp tinh túy trong nghệ thuật thi ca kim cổ và đặc biệt là chất nhân văn sâu sắc mà các tác giả gửi gắm trong tác phẩm thơ của mình. Tới đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.